Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, dường như từ rất lâu rồi, trong tâm khảm và trong đời sống thiêng liêng của con người, chúng ta vẫn để Thiên Chúa ở đâu đó trên trời cao, trong đời sống đức tin của bản thân chúng ta. Chúng con đi tu, chúng con được học, được hiểu biết về giáo lý Kinh Thánh kỹ hơn một chút so với quý ông bà, anh chị em. Và cũng chính từ đó, nó lại là một cái cám dỗ để cho chúng con thấy rằng chúng ta nghe rất rõ, nghe đây hỡi Israel, Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất. Người hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức và hết trí khôn người. Còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta đi ngược lại. Chúng ta yêu Chúa bằng tri thức, tìm hiểu Chúa là như thế nào. Đấy, tìm mọi cái lời giải đáp ở trong thần học, trong triết học để hiểu Chúa là như thế nào. Thì chắc chắn đi ngược như vậy, chúng ta thấy đó là một cái cám dỗ để chúng ta không sống với Chúa, không sống với anh chị em, không sống với đức tin bằng trái tim của một con người. Chúng ta cứ để ý một cái em nhỏ ngày hôm nay, không biết quý ông bà anh chị em có thấy không, em nào mà nó học hành, vì nó hiểu học là để mở mang kiến thức, học là để trở nên một con người hữu ích cho xã hội, nếu có đức tin cho giáo hội và cho gia đình, thì nó khác. Cái thành quả học hành của các em đó nó ngọt ngào lắm. Còn nếu bây giờ đi học mà bị cái thòng lọng của cái thành tích, như là một vòng kim cô nó chụp lên trên đầu, cố gắng đè ra để mà học, cố gắng đè ra để mà nhét mọi cái thứ kiến thức nó vào trong đầu, thì thưa với quý ông bà, anh chị em, con nói thật, chúng ta nghe ba bài đọc của Thánh lễ Chủ nhật 31 Thường Niên hôm nay, chúng ta sẽ chẳng có thể cảm nhận được yêu là như thế nào. Lòng mến thật sự của một con người nó phải đi từ phía bên trong đi ra. Nó phải cảm nhận thấy được rằng cái điều đó gắn bó với mình, cảm thấy được cái điều đó mình yêu thích. Chúng con đi tu cũng thế thôi, thưa quý ông bà, anh chị em. Bây giờ nếu mà ở nhà mà bố mẹ chúng con thích làm ông bà cố để cố cho con mình đi tu, ở trong dòng nó cắn răng cắn lợi để nó bò ra nó đi tu, để cho nhà bố mẹ được vinh danh, thì con nói thẳng với quý ông bà, anh chị em, chẳng có thể tu đến trọn đời được đâu. Vì sức con người có hạn, nếu thật sự không yêu mến, không yêu mến chúng ta sẽ rất khó. Thế cho nên đó chính là cái điều để hôm nay hình ảnh của vị Thượng Tế trong bài đọc 2 thư gửi cho thế New Hippri đã cho chúng ta thấy cái cách mà Chúa Giê-xu yêu như thế nào. Ngài chọn 12 tông đồ để các ông có thể cùng với Ngài đi rao giảng. Ngài chọn những con người làm môn đệ Ngài. Nhưng rồi chúng ta thấy trong cái hành trình của Chúa Giê-xu, và đặc biệt là hành trình thập giá, không có một ai, chỉ một mình Ngài cô đơn đi trên cái con đường thập giá đó. Nhưng không, vì đó là cái cách mà Chúa Giê-xu yêu, yêu thương con người, yêu thương anh chị em. Ngài đi cho đến cùng cái tình yêu đó. Thánh Gioan đã nói Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng là vì vậy. Trên cây thập giá, nếu mà là chọn lựa của con người, chúng ta sẽ không thể được như Chúa Giê-xu. Ông ngon, ông bước xuống khỏi thập giá đi để chúng tôi tin. Đấy, chúng ta thấy cái lòng mến, cái sự gắn bó, cái tình yêu ngày hôm nay, chúng ta hay bị vướng nhiều thứ lắm. Nào là cân đong đo đếm, nào là chúng ta sống lòng mến đó, chúng ta sống tình yêu đó, chúng ta sống cái sự hy sinh đó cho một ai khác, thì chúng ta được cái gì, chúng ta mất cái gì. Chính từ cái tri thức,
chọn lựa, chính từ cái tri thức phân loại, chính từ cái điều mà chúng ta hay cân đong đo đếm trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta khó có thể sống lòng mến một cách chân thành. Chúa Giêsu không chọn lựa, Chúa Giêsu không cân đong đo đếm, mà này con đây, con vào trần gian này được Chúa mời gọi, và con sẽ dâng cái mạng sống này để làm giá cứu chuộc anh chị em con. Chúa Giêsu đã đi chọn cái con đường đó. Ngài không cân đong đo đếm lòng mến của Ngài. Ngài cũng không có chọn lựa là bước xuống thập giá hay là ở trên thập giá, mà Ngài chỉ có một cái tình yêu cúi xuống cho anh chị em. Thế cho nên đứng trước bao nhiêu lời thách thức như vậy, cái vị thượng tế Giêsu đấy vẫn cứ ngước mắt lên trời lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm, vì họ không biết cái tình yêu thật sự là như thế nào, họ không biết cái lòng mến, sự gắn bó nó ý nghĩa làm sao. Cho nên Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta là như vậy. Và rồi trở về với đời sống bình thường, chúng ta cũng thấy một người cha, một người mẹ, khi chúng ta yêu con cái của chúng ta sống hết lòng hết sức cho gia đình, chúng ta đâu có kể công, không bao giờ chúng ta kể công, mà là nó cứ thế, nó như một cái nguồn nước tự nhiên, như một cái dòng chảy tự nhiên ở trong chúng ta cứ trào tràn ra bên ngoài khi chúng ta lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho con, lo cho những người con cái của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là cái lòng mến mà hôm nay chúng ta được mời gọi. Vì Thánh Gioan nói, Thiên Chúa anh em chẳng thấy bao giờ, mà anh em cứ nói anh em yêu mến Thiên Chúa, mà trong khi đấy người anh em bằng xương bằng thịt sống bên cạnh anh em đây, mà anh em chưa bao giờ đem lòng yêu mến, thì cái nói yêu mến của anh em với Thiên Chúa đó là nói dối. Cho nên hôm nay Chúa Giêsu đã cân bằng cái phương trình đó để cho chúng ta thấy tình yêu chỉ có một, lòng mến chỉ có một, nhưng nó có ba đối tượng để chúng ta hướng đến. Đối tượng đầu tiên đó chính là Thiên Chúa, đối tượng thứ hai đó là tha nhân, và đối tượng cuối cùng mới là chính mình. Làm sao để cho cái tình yêu đấy nó bước ra khỏi cái vòng vây của cái tôi, cái sự ích kỷ của chúng ta, để nó được trao ban, nó được chan hòa đến với mọi người, thì đó mới là tình yêu thật, đó mới là lòng mến thật. Chúng ta xin với Chúa giúp cho chúng ta sống được điều đó trong cuộc sống hôm nay, để điều mà Chúa mời gọi nó không chỉ là lý thuyết, nó không chỉ là lời trên những trang kinh thánh, mà nó được trở nên hình hài trong chính đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày. Amen.